các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ở hiện tại mình đang ở địa chỉ 21 Đông Bắc, phường Văn Chánh, quận 12 các bạn. Đến đây là video chia sẻ cho bạn xem về bánh xèo miền Tây, bánh xèo của gia đình Hàng Anh. À, kể bên là hàng xóm nước mía này. Hello Châu, hello anh Kim, hello Hà Anh, hello cho Minh. À, ở nay cuối tuần khách đông quá trời luôn. À, chốt lên ha. Chú Việt qua tới chắc người chú Việt cho quê. Sao vậy, sao vậy? Mới có một sự kiện là chú Việt tới trễ chút xíu đỡ cho chú Việt vậy luôn hả? Căng à. Vụ gì kể chú nghe với coi. Hello Kiệt, gì ta? Sao vụ gì, nói chú Việt nghe coi. Vụ gì vui vậy hả? Hello cô. Khách bên trong mà đông quá trời đông các bạn ơi. Giờ này mới có 40 mấy à. Đây là bánh xèo này là 30k một cái nha các bạn. Các bạn thêm kêu thêm tính tiền thêm. Giờ này là Hà Anh, chị Hai đổ với ông nội. Hello. Sao có chuyện gì, chuyện gì mà vui vậy? Quay với bà cô Thu với lại bà Tiên với lại ông Bụt với lại cô Ngân với lại ông bà cô bác. Bà cô bác ở đường xa, lại ông Minh với lại cô Tiền. Chào tất cả ông bà cô chú. Rồi, thay mặt bà con cô bác chào con. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần nha các bạn. À, chú Kim lên phụ luôn. Chào tất cả bà cô chú ở đằng xa, đã hổ xẻo con. Hello, Ajinomoto. Dèo giờ ok nè. Ok nè. Có tiền không nha? Mấy cái luôn anh trai? 30.000 một cái anh, bánh xèo tôm thịt. Dạ. 30, 40, 50 loại nào cũng có à. Loại như vậy là 30 hết anh. À, rau giá đồ à, nước chấm đâu, bánh tráng là đầy đủ luôn á. Rồi, cảm ơn anh. Hello chú nước mía. À, quán mở cửa từ lúc 1 giờ trưa bán tới 9-10 giờ tối nha các bạn. Khách luôn kìa Hà Anh ơi. Ủa Trâm Anh ơi. Mình à, đa năng mà. Mình phục vụ cũng được, mình chiên bánh xèo cũng được. Rồi, một cái mang về luôn. Trời ơi, xôn xao luôn. À, bữa nay có chị nhân viên mới hả con? Không, cái này cháu mà. Ủa gì vậy? Qua chơi. À, qua chơi rồi phụ ha. Trời ơi, xin lỗi nè. Đây, bánh xèo. Không chấp nhận nè. sorry nè. Tại chú Việt đâu biết đâu, chú Dược thấy phụ tới chú Tiệt, chú Việt tưởng là người mới. Chưa giờ khách đông không con? Bữa nay cuối tuần chắc ok ha. Chú Út lên lâu chưa? À. Thơm quá các bạn ơi. Nè cái này ok nè. Thơm quá nè. Bạn bi rung na hả? Nè cái này ok rồi na nè. Giòn rụm luôn, thơm phức luôn các bạn. Gì đấy? Ok. Quá đã các bạn ơi, rất là thơm.
Kim lên cho lâu chưa? À, không lâu rồi. Lên là chưa giờ hả? Lúc khoảng 3 giờ. À dạ. Nay cuối tuần ha nên là ơi giờ chạy vô trong luôn anh trai. Rồi mấy cái luôn cô ơi. 30 ngàn một cái thôi cô. Bánh xèo tôm thịt, bánh xèo miền Tây. Dạ. À, cô đang xem ngân sách. Không mấy, sao, mấy cái cô. Bữa nào rảnh chạy ngang trả tiền cũng được, không sao. À, bao thầu luôn cô. À, một cái cho cô lấy rau luôn trăm anh ơi. Đi làm về hả cô? À dạ. Này Hà Anh với Trâm Anh có chị bạn mới. Con kêu bằng gì ta? Con kêu bằng chị hay bằng cô? Cô bạn mới. Chứ kêu bằng sao ta? Cô bạn mới phải rồi, kêu bằng cô mà là người mới nên là cô bạn mới. Sao ạ? Dữ dằn nha. Này chơi tiếng Anh luôn, da đen luôn. Hai chú cháu mình giống nhau ok nè. Rồi, thối tiền cho cô rồi con. Cảm ơn cô nhiều nha cô. Nhộn nhịp, đông vui. À, ngày nào cũng đi luôn hả cô? Về ăn ngon nhớ mà ủng hộ nha cô. Dạ. Ôi trời trời. Sao vậy? Sao vậy? Thiếu lửa hả? Bánh xèo đi. Bánh xèo nóng hổi vừa thổi vừa ăn sao nội nay em cô dạ. Hai ông nội không hả? Ủa lộn, hai ông cháu lâu lâu khịa nhau, không hợp nhau mà đứng chung nhau hoài nha. Dạ. Đâu chú Việt nhiều áo trắng lắm mà. Tại chú Việt không có tiền mua áo mới. Có tiền không cho chú Việt mua tiền mua áo mới đi. Ok nè. Hay cho chú Việt mượn cái áo đi. Chú Việt không có tiền mà mua được cái con của hoàng đế không vậy? Tiếc quá. Bốn cái mang về, bốn cái mang về. Hello chú Việt. Hello chú Út. Này là anh sớm mà. Sớm là món xèo của cameraman đi, tốt quá. Cameraman đi. À, hai ông cháu xong kiếm hộp bích. Quái mà cháu gặp hoài. Chào. Mất đường nghề rồi. Ôi, sao rồi? Có quên ở tiệm sầu riêng. Trời ơi, nó văng dữ vậy ta. Nó văng vô chính vô chú Việt, giờ này chưa lạnh nữa nè. Rồi, đây con đang vô để văng. Chính vô cổ nè. Văng. Rồi. Cảm ơn cô ta, cảm ơn em gái luôn nha. Té vậy con. Này mấy mới đúng không? Mới đâu mới. Đúng rồi, cái này nè. Mấy cậu đó. Quay cái nữa à, phải quay luôn.
Ôi, khách luôn. À, chạy thẳng vô nhà luôn chị ơi. Bánh xèo đi. Tập trung nè, bánh xèo đi. Chị hai ơi. Ôi ơi, khách đông vui quá các bạn. Đông vui quá các bạn, bên trong full bàn luôn. Cuối tuần giờ này là 5 giờ mấy rồi, bà con đi làm về đang làm thiết kế để ngoài đây là gắn vào đây là cái nhà đó gắn vào đây. Thôi khách luôn, chạy thẳng vô trong luôn chú ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Quá đã. Cảm ơn cô chú luôn nha chú. Dạ, bye bye chú. Dạ, rồi cảm ơn cô luôn nha cô. À, dạ. Dạ. À, cô ơi, đợi nó mạo hiểm lên cô ơi. À, dạ. Ăn hoài hoài. À, dạ. Ngon quá, ngon quá. Rồi, bye bye cô chú. À, Quy Giáp là cũng quận 12 mình hả ta? À. Bến xèo đi. Cái lốp nẹo nha. Cái mua lửa à. Ra đây mua bánh xèo. Giờ này ông nội bà nội trong là tất bật rồi đó. Hai chị em ngoài đây cũng là nhà tất bật luôn. Đảo tôm vô mình phải né né này. Đây có một em gái ghé chơi phụ nữa này cái nhà. Mình sẽ bàn. Chưa có giò. Có một người phụ luôn. Ôi con kiểm tra cái bánh trong cái nắp này nè. Chú Việt thấy nó thơm rồi đó. Thấy chưa? Nó bị rách một chút tí rồi. Rồi qua con biểu nha, ốp biểu chiên nha. Ủa cái này ok nè mà nè. Nè chú Việt thấy nó bình, nó giòn rồi nè. Ok. À, có thể là Vietnamese crepe. Rồi à, gọi là pizza Việt Nam pizza. Rồi Vietnamese pancake. Rồi trở lại vậy. Bánh xèo tiếng Anh là pancake. 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 À đúng rồi, thì bởi vậy nó sẽ nó có người gọi là pancake, có người gọi là Vietnamese pancake, rồi có người gọi là cái gì ta? Cái gì nữa hôm nãy mới nói quên mất tiêu rồi. Nó cũng là một cái dạng bánh bột chiên con hiểu không? Thầy giống bánh xèo, thầy giống trời trời ngoài. Sao?
Bánh xèo đi. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok, ok. Có thể bánh xèo này có thể mình gọi nó là ba cái tên tiếng Anh, nó gọi là ba tiếng Anh luôn á con. Pancake cũng đúng nè, vitamin crepe cũng đúng nè, rồi vitamin pancake cũng đúng nè, rồi pizza Việt Nam cũng đúng nè, bốn loại luôn. Hôm nay là nguyên dàn nhân viên quy động rồi, gồm có cháu của cô Ba nè, rồi cô Ba nè, rồi cô H nè, rồi chú Kim nè, bà nội nè. Trời ơi quá trời. Chưa mà chưa chiên mà, cái này nè, cái này mới chuẩn bị nè. Ôi da trời ơi, rồi xong luôn rồi. Rồi nó văng sau lưng ngay chân chối lỗ tai tôi luôn nè, hai bên luôn. Cái xong cái này mà nó đụng nước nó đâu có lành đâu, cái tắm hoài cái nó không lành. Bánh xèo đi. Hello Tim Ma. Ôi sao các bạn mới nhăn cái lên camera cái. Lên camera cái tôi liền ha. Mới quay ra gặp nhăn rõ ràng mà bên Hello Tim Ma cái quay qua cười, trời ơi. Cái này diễn viên này cũng xuất sắc lắm à. Bánh xèo luôn chú ơi. Thấy hả anh mà viên mà mệt mỏi rồi, thấy mà không vui là hello hả anh, là tôi lên liền. Bánh xèo, bánh xèo chú. Có khách ăn đặc biệt cứng làm trùng. Còn đâu mới có khách ăn bánh xèo cứng là cái gì. Thơm quá. Giờ này rút rượu ra. Thật là thơm quá đi. Trong nhà khách bàn rồi cả nhà ơi. Chú Kim. Chú Kim mà về. Chú Kim tới đây trưa giờ luôn rồi. Mấy tiếng rồi. Rồi giòn. Mấy cái luôn chú. Hai cái mang về luôn tím ơi. Con Hát ơi. Thơm quá đi. Bánh xèo nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Rồi bye bye chú Kim. Bye bye. Hẹn ngày tái nạm. Ngày mai gặp lại. Hẹn ngày tái nạm na. Na, ok na. Khán giả vô bình luận chảo Phương Na. chú Việt là đem ngôn ngữ tiếng Thái giờ phổ biến quá. Dạ rồi, chào anh. Dạ. Bánh xèo luôn cô ơi. Ủa giờ chú Việt quay bên này, con phải chiên bên này. Đánh lừa mà nè. Rõ ràng mình gặp chuẩn bị bên kia mà. Ba cái 40 hả? Có mấy cục nữa.
nó có dính nước đá trong một xíu á, nên nó có nước nó đổ. Bánh xèo na. Ông nội đang liệt công bên kia kìa. Ông nội mới đi có 5 phút rồi, đâu anh vô đứng rồi, ông nội giờ vô rồi. Cái chảo. Ôi cái này giòn nè con. Con nhớ hồi con nhớ con đổ bánh xèo con nhớ quậy bột lên cho nó đều nha. Cho nó tan đều để cái bánh xèo nào nó cũng sẽ giống như cái bánh xèo, nó sẽ giống như nhau. Tại nhiều lúc bột nó lắng xuống. Ok nè. Ủa bữa nay con không ngồi ghế hả? Cái ghế ông nội đổi cà rem rồi phải không? Thấy không? Đó. Châm hạ anh là bắt đầu quậy lên. Đó đúng rồi. Đây là đại tử của Giang Kim Cúc nha. Biết Giang Kim Cúc không? Giang Kim Cúc á. Để tối lên TV sạch Giang Kim Cúc đi. Rồi chạy thẳng vô trong luôn cô ơi. Rồi chạy thẳng vô nhà luôn. Ok ok nè. Dạ xích vô cô ơi, xe cô ơi. Hai khách luôn thím ba ơi. Hôm qua mấy giờ mới nghỉ? Hôm qua lúc gọi chú Việt là mấy giờ? Ủa 10 giờ hơn đúng không? Gần 12 giờ luôn. Phải 1 giờ luôn, 12 giờ mới dọn. À. Ôi da, ghẹo chú Việt hoài nha. Ồ, oh. Ê con làm sao cho cái chồng đỏ nó không bể thứ ơi, cho nó chạy vòng nha. Hay quá ta. Đúng rồi. Rồi mà lắc cho tới sáng luôn. Nó không bể nữa chứ không có chín luôn á. quay đều. Quay đều những không bể không nào này. Không bể nữa tao, không bể nữa tao. Quá nha, trứng khó bể lắm, hiểu không? Rồi. Báo không luôn. Một câu hỏi. Bể đó. Không có ai đổ vô lắc bể lắm. À. Cái gì? Ai lắc đây? Cái đó là của ông nội đó. Đó đúng rồi. Bây giờ mình lấy chỉ mình giá nó lại thôi chứ giờ sao giờ? Sao ông lại không đánh trứng ngoài chén? Bỏ lắc. Ừ, quá điệu luôn rồi đó. Ôi điệu dữ quá ha. Cái này ăn béo lắm các bạn. Mình chưa có ăn nữa nhưng mình nghĩ nó béo, mai mốt mình ăn thử cái coi. Ok nè. Đây cái này ok nè. Một bên rồi, mới có một bên. Thì làm gì đó. Con đi ép củi, con có đi ngủ. À không biết rồi nghe. Chứ tự nhiên đang đứng đổ bánh xèo cái tự nhiên nó mất tiêu. Bánh xèo đi. Đâu ra bánh xèo ơi. Bánh xèo đi. Câu lại coi. Bánh xèo đi, mua một cân một. Trời. Tính tiền hai đi. Mua một cái tặng luôn chứ gì. Chào bị gói với ta chưa hơi bị rối rồi nóng chuyện. Ok nè, chị đang nóng chuyện nè, lâu lâu bị dính cái các bạn, thôi đem vô trong luôn. Cái này là lỗi của ai, không phải chú Việt nha. Lỗi
À, đang vô trong cất luôn đi em. À, không nói gì luôn nha, không nói gì luôn nha, rút kinh nghiệm rồi nha, hôm qua giờ không có nói gì luôn nha. Không dám nói gì luôn. Đem vô nhà luôn, đem vô nhà luôn. Cái đó không có bán. Cái đó hồi thím ba ăn mà. Cái sao lửa nó mạnh quá, lửa nó lớn quá. Lửa lớn quá, dùng lửa lớn quá, để khép nó chỗ chắc. Tại vì khi heo không chắc quá, hồi nó lửa lớn quá. Cái đấy là tập trung nghe con gái. Tập trung nghe 40 nghìn. Dạ. Trời ơi. Thanh Kiều nè. À, có người tài trợ. Cảm ơn ông nội nè. Nội nè làm nội cho nó vô ra đây. Con uống chưa? Hồi nãy uống Coca-Cola rồi phải không? Uống nước mía không chú Việt kêu chưa uống? Thôi, uống thôi. Giỡn trời. Nên nè. Có mời trong ăn uống. Có lách man. Lách man nè. Đổ từ hiểu nè con. Gái đổ một hồi. Đổ mời cho mình uống nước mía luôn cho mình mấy chú Phương làm việc cổ rồi. Giữ ra mấy gái em chơi. 5 gái mang về luôn nè. 5 gái con. 5 Thôi. Cái trứng này đâu chín rồi. Nhưng mà hình như có trứng là nó không có giòn đúng không? Nó mềm. Giòn. Cũng giòn hả? Dạ. À. Đặc biệt cho cô chú chờ. Chú Việt thấy có con gái mà lâu lâu con cái đúng không? Phải không? Để chú xuống mấy cái chứ. Chú Phương. Mấy cái đó của ông nội hả? Đây bánh giòn kìa con. Cái này là tạo rất là béo luôn á. Quá ngon nè. Ngon ngon. Mấy cái anh? Ba bánh mang về luôn em gái ơi. Rồi bắt cỡ về đưa Đức xin chỉ cho con chiên đi. Con vô chiên bánh xèo không? Bắt cỡ rồi sợ ra. Có bé này không? Chắc bé này nhỏ hơn trăm anh đó. Con này nhỏ mới 8 tuổi à. À mới 8 tuổi. Chị hai anh có nhận đầu đề không kìa, 8 tuổi. Có nhận không? Có nhận cho học rồi luôn nè. Có luôn. No. No. Mày có không? Bánh 40 rồi đi dùng gửi xe. Ba cái bánh đồ không? Cái hả? Ba cái. Của cậu chú Việt để đó đó. Chút xíu chú Việt mang vô. Con để vô cái tủ giùm chú Việt đi. Thôi hết văn rồi, hết văn rồi. Thanh Kiều nè. Ok. Để con Út Điệu. Đúng rồi, Út Điệu. Trời ơi. Đây, ship lên tới nữa kìa. Bánh xèo đi. Bánh xèo đi. Nào làm lại coi. Bánh xèo đi.
bánh xèo nóng hổi vừa thổi vừa ăn đi. Sao gao kỳ vậy? À, mình gao cho truyền cảm vô, mình gao vậy người ta sợ người ta bỏ trốn luôn á. Siêu nhân gao. Thấy không? Uống mía nước mía đi, gao cho truyền cảm vô. Uống mía đi. Nước mía của ông nội, nước mía của ông nội. Chứ không phải của chú. Nước mía của ông nội. Nãy uống Coca-Cola gì rồi. Nước mía của ông nội. Chúc vui tới lỗ ông nội đi. Chú Phương ngày đó chú Phương ngày sai. Mấy bữa mời nước mía đó chú Phương làm được khổ con, dám uống nước mía chú Phương ngày nước mía của ông nội. Ông nội cũng làm được khổ nó đó. Không có dở không có dở. Ta. Chú Việt đứng từ xa mà cũng biết chú Việt chụp hình lén nữa. Cảm ơn gì đã hỗ trợ nè, làm lại nè. Nhảy vô chứ, xích vô trong chị hai kìa. Rồi chụp ké. Xích vô đây nè, ok nè. Xích vô đây nha, ok rồi. Bánh kiều nè, bánh xèo nè. Sao đâu nè, bí nè. Hôm qua gửi tiền 80 cho bà nội rồi nha. Không biết gì chưa. Mọi chi tiết xin liên hệ bà nội. Khổ quá, có cái áo mặc hoài à. Ta yêu cua, ta muốn. Thôi bánh giòn này con. Hai cái thì giúp được cho rồi. Theo kinh nghiệm lâu năm của chú Việt là cái bánh xèo này đã vớt lên được. Oh yeah. Ôi nó giăng. Ồ cái này giòn lắm luôn nè. Ăn thử ơi ngon lắm á. Thiệt mà. Cái này ở đâu ra vậy? Ngon quá. Vào trong cái dĩa được. Đừng nói mới lượm dưới đất lên là chú Việt là đuối luôn. Ngon quá. Thiệt à. Trời ơi rồi. Béo quá béo luôn. Ngon quá. Ủa gì à? Sao con không dám bỏ con chạy vô trong nhà đi. Con không phải. Trời ơi. Có ai hiểu đội đâu. Con đứa cháu rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Bánh xèo luôn chị ơi. Bánh xèo luôn nè. Karaoke luôn nè. Si ba luôn nè. Cái gì con? À. Đúng rồi. Ừ yeah. Vậy là ông nội sẽ lên đi. Gần.
Đây 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 khách luôn, ăn ở đây mang về chị. Rồi chạy thẳng vô trong giùm em luôn. Hai người gao luôn nè thím ba ơi. Bánh xèo đi. Bánh xèo luôn nội ơi. Đây đây khách luôn, khách luôn. Bánh xèo luôn cô chú ơi. À đi chung với cô. Dạ dạ. Đường này qua lộ khó lắm các bạn, xe nhiều quá nhiều. Cảm ơn cô chú luôn nha cô chú. Cảm ơn con gái nha. Ở quận nhất luôn hả? À. Ở lại học đổ bánh xèo đi, chị hai hà anh dạy cho con đổ bánh xèo nha. Ở nhà tôi khóa mấy đứa. À dạ, lên đây ngại mắc cỡ. Dạ. Bye bye con. À dạ. Ô xa quá. Cô Bắc cô Giang. Dạ, nhà người yêu cũ con là ở cô Bắc cô Giang dạ. À giờ đi qua Mỹ rồi. Giờ người yêu mới đâu? Người yêu mới ở Đồng Tháp. Dạ cảm ơn cô chú nha cô chú. Dạ dạ. Tốt lắm nha. Dạ. Đâu dám nói. Nó chết luôn mấy cái luôn anh chạy. Ông coi tới khúc này đang coi nhà mở tivi lên coi tới khúc này tự nhiên bấm xả qua lẹ lắm. Đại ra đi là chờ đó bác đem về cái máy em về cái trận cho. Máy đâu nhớ về đâu có nóng đâu. Ai cái này giòn nè gái. Nó bung cái bánh lên nó giòn cái này. Nó văng vách rồi đó. Ông nội kêu, ủa bà nội kêu kìa Trâm Anh. Hôm qua con nổ con ngồi sao mà ông nội đổi cái ghế đi cà re lấy cà rem mày. Rồi cà lem đó ai ăn? Kẹt ăn phải không? Ông nội ăn luôn. Trời ơi. Có cái ghế cho cháu nội không cũng đi đổi cà game nữa. Dạ cho trai ngồi đứng ngồi đổi cái ngồi đầu giỡn giỡn ha. Cháu không chọc qua từ một thân thế này. Đứng đổi cho nội là không dám có né luôn. Chỉ có chị hai là ông nội mới giỡn thôi chứ Trâm Anh với Hà Anh là mấy ông nội đâu có giỡn đâu. Đây nè trời xe quá trời các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh của mình. Rồi bye bye các bạn.